Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, trước mắt quý vị và các bạn là những cặp loa danh tiếng đến từ các hãng BMW và Zimalab của Anh và của Pháp. Đây là những model có chất âm rất hay, đặc biệt là trong phân khúc giá tiền hợp lý, được nhiều anh em chơi và săn tìm. Hiện nay đã có mặt tại shop em, shop Bà Hồng Audio. Đầu tiên đó là cặp BMW 703. Và cặp loa này sở hữu cấu hình 4 đường tiếng, 2 loa bass, 1 loa mid và 1 loa chép. Bên cạnh đó là cặp loa BMW 704. Phiên bản này thì ít hơn 703 một loa bass, về cấu hình gần tương đương nhau, dành cho những căn phòng có diện tích nhỏ hơn là 703. Hai cặp loa này đáp ứng được nhiều loại nhạc, đặc biệt là phối ghép rất dễ dàng. Ở mức giá trung bình, chúng ta có thể ghép với những âm ly Denon hoặc Marantz, Lachman, cũng cho chất âm rất là mềm mại và chặt chẽ ba giải. Tiếp theo đó là cặp BMW CDM9NT. Cặp loa này cũng sở hữu cấu hình 4 đường tiếng, 2 loa bass và 1 loa mid, và đặc biệt là 1 loa chép. Ở phiên bản này thì loa chép đã được làm tách rời hẳn với thùng. Cả hai phiên bản này loa chép đều được làm tách rời với thùng. Rất là đẹp và sang trọng. Em lưu ý thêm đôi chút về dòng CDM9 này để chúng ta mua, các bác mua có kinh nghiệm, tránh dính phải những cặp loa nhái, cặp loa fake của Trung Quốc. Đầu tiên, em xin lưu ý với các bác ở về loa nhái thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều, và đặc biệt là anh em mua bán cũng rất mập mờ. Thì nhân đây em hướng dẫn chúng ta sẽ phân biệt như thế nào là loa xịn và như nào là loa fake. Về cơ bản thì nó có thể nói là giống nhau đến hoàn hảo, nhưng vẫn có những điểm mà loa fake không làm được, đặc biệt là về chất âm, và thứ hai là hình thức. Em sẽ lưu ý để các bác cùng nhận biết như sau. Đầu tiên là loa mid, thì ở loa CDM9NT xịn thì loa mid không làm gân và vành liền luôn vào loa mid đó. Ở loa fake thì sẽ có gân cao su dạng như thế này, nhưng ở trên phiên bản CDM9NT chúng ta loa xịn thì là không có gân, còn loa fake thì sẽ có gân như này. Các bác lưu ý đây là loa CD, à không phải CDM9 mà là 704 xịn, thì nó sẽ có hình dáng như thế này và cổ loa cấu tạo như thế này. Còn ở loa fake của CDM9 thì loa mid sẽ có phần gân, loa mid sẽ có gân như là loa bass bên dưới này, và loa xịn thì không có gân. Và một lưu ý thứ hai em lưu ý với các bác để tránh tiền mất tật mang: ở loa fake thì không có lỗ bắt củ loa mid như là loa xịn. Ở loa xịn thì đây, em tiến ra xa để các bác cùng xem. Đây là cặp loa xịn để các bác cùng đối chiếu khi đi mua ở những nơi không có uy tín và không đảm bảo chất lượng. Ở loa xịn, do củ loa mid không có lỗ bắt chép liền luôn vào vành và xương, vì vậy cho nên hãng đã bắt ốc từ đằng sau để giữ cái loa mid ở đằng trước như vậy đó. Còn ở loa fake CDM9 mà fake thì nó sẽ có gân như ở loa mid bên dưới này, em sẽ cậy ra để các bác xem. Do có gân như ở loa mid bên dưới này thì phía đằng sau của loa mid sẽ không có lỗ bắt ốc, và nó sẽ bắt ốc trực tiếp như là loa bass luôn.
bắt đầu trực tiếp như này. Đấy, và nó sẽ có gân như này. Đó, nó không phải là liền luôn như này. Vậy là một số lưu ý để anh em tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ở những nơi bán hàng không đảm bảo, không uy tín. Shop em cam kết hàng xịn 100%, có bao, có bảo hành, có bao nâng cấp, nâng đời, đổi trác. Các bác lưu ý như vậy nhé, một lưu ý nhỏ để chúng ta tránh mua phải những sản phẩm không đủ chất lượng và đặc biệt là hàng fake. Và ngay bên cạnh đó là cặp loa Zimalab cho Rode 826V. Và cặp loa này sở hữu loa 4 đường tiếng, hai loa bass và một loa mid. Đây là một trong những dòng loa đời mới cao cấp của Zimalab. Mặt piano gương bóng. Phía trên cũng vậy. Đó, rất là bóng, chúng ta có thể soi gương được. Loa chép, loa mid và hai loa bass. Loa được làm chân đế, chân đinh rất là đỉnh cao. Chống rung hoàn toàn và rất là đẹp nữa. Đây là những mẫu loa cây mà mới về được cập nhật tại shop em. Và một số lưu ý để cách phân biệt loa BMW kép CDM9NT xịn và giả như trên. Và xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua sắm tư vấn những về thiết bị âm thanh, thiết bị audio thì xin liên hệ với Bá Hùng số điện thoại 0978 263 263, website bahungaudio.com hoặc qua trực tiếp shop tại địa chỉ số 45 ngõ 381 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Em xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.